Chào bạn Nhật, xin chào các bác. Hôm nay thời tiết Hà Nội nắng nóng bỏng người luôn rồi. Rồi nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C. Nên các bác nào có nhu cầu mua máy lạnh thì các bác sắm sớm đi ạ. Tầm này là bắt đầu vào mùa cao điểm rồi. Ở trên hình em lên sóng phục vụ các bác một con Corona mã số 11 cực đẹp luôn này. Hình thức bên ngoài đẹp long lanh như mới, vỏ nguyên xi, không sơn xi gì các bác nhé. Vỏ nguyên nhé, chạy im re. Công suất 8.000 BTU, phù hợp dùng cho phòng khoảng 15 m² đổ lại. Mã số 11, độ lạnh tại cửa gió em đang test vào khoảng 15 độ C này các bạn này. Đấy, mặc dù là nhiệt độ ngoài trời khoảng nóng 40 độ C nhá. Nắng nóng kinh khủng luôn nhưng mà máy vẫn đạt nhiệt độ khá ổn định, tốt. Mặt trước mặt sau rất đẹp. Dàn đằng sau có thứ rất mới các bạn nhé. Dàn rất đẹp luôn, như mới luôn này. Đây là cái cửa gió thoát khí nóng các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhé. Đấy, vặn đang té nước này. Có những hạt nước bắn li ti thì các bạn này. Té nước của dàn nóng lên à, dàn lạnh. Có cái quạt để té nước lên dàn nóng là bay rơi nước luôn. Một con máy xuất sắc luôn. Đây. Con này em bán là 3.800.000 đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Đấy, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Ở bên trong này là dàn lạnh này. Ngồi một tí đằng trước này các bác nhé, lạnh buốt tim gan luôn. Cóng tay. Đấy, độ lạnh lại còn xuống nữa này các bạn này, 14 độ này. Đây, dàn lạnh rất đẹp nhé. Đấy, yeah. Chạy êm, rất êm. Máy Nhật thì rất tiết kiệm điện, nó chỉ có hơn 600W thôi, hiệu suất làm lạnh cao. Rất phù hợp cho các bác hay phải di chuyển lắp ở những nơi không lắp được cục nóng, hoặc là các bác thích sự đơn giản gọn nhẹ, không thích lằng nhằng ống áng gì. Đây, máy sử dụng điện 100V, công suất 8.000 BTU. Các bạn nào lấy các bạn lôi nhé. Chào các bác. Các bác ở xa mua đặt cọc trước em 500 nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt. Chào các bác.